Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Duy Máy móc Việt Nam. Thì hôm nay mình có chuẩn bị làm một cái video về máy nén khí 12 lít của hãng Yasu. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp cho khách hàng, cũng như là khách hàng mua rồi đó, mình cũng cố gắng test và làm những video hay cho anh em để anh em mình có sự lựa chọn tốt nhất về cái hãng này. Bây giờ máy nén khí mà thích hợp phù hợp cho anh em mình sử dụng gia đình á, hoặc là để trên xe tải nhỏ, xe ô tô, rồi bơm máy nén khí trong gia đình. Đây anh em ha, máy hoạt động cực kỳ êm, mình đó là điều mình rất là thích sử dụng mà le đứng. Máy đang hoạt động luôn anh em. Đây là sản phẩm Yasu 1HB. Anh em nghe nha, để mình để sát lại cho anh em. Nói chung là không có bất cứ một tiếng ồn nào cả. Một HP 750W, 90 lít trên 1 phút. Đây là motor 100% lõi đồng. Đó, máy khi mà hoạt động đầy đủ hết rồi, lên hơi đầy đủ thì nó sẽ tự ngắt. Dạo này bên mình bán nó giá nó cũng mềm nha anh em. Máy nén khí Yasu 100% lõi đồng. Anh em nào đang có nhu cầu quan tâm thì có thể ủng hộ máy móc Nam qua số điện thoại là 0935154428, hoặc đến ngay địa chỉ là 10955 quận 3 phường 1 quận Tân.